Mỹ thông báo kết quả chuyến thăm Ukraine của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Trong chuyến thăm Ukraine mới đây, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thông báo các nhà ngoại giao Mỹ sẽ dần dần trở lại Ukraine và Washington sẽ viện trợ tiền mặt để Ukraine mua thêm khí tài quân sự. Theo hãng tin AFP, ngày 25 tháng 4, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao đã thông tin cho báo chí về kết quả chuyến thăm của hai ông Antony Blinken và Lloyd Austin đến Ukraine gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Về ngoại giao, hai bộ trưởng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm công bố người ông đề cử làm đại sứ Mỹ tại Ukraine. Theo nguồn tin, người được đề cử là bà Bridget Brink, hiện là đại sứ Mỹ tại Slovakia, nhà ngoại giao kỳ cựu từng làm việc ở Serbia, Georgia và Uzbekistan. Bà cũng là thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng. Kể từ khi chiến sự bắt đầu ngày 24 tháng 2, chúng tôi đã có một nhóm qua biên giới Ba Lan để xử lý công việc. Bắt đầu từ tuần này, các thành viên của nhóm sẽ thực hiện các chuyến công tác trong ngày đến Lviv, Ukraine, và cuối cùng sẽ khôi phục diện diện tại Kiev. Quan chức Bộ Ngoại giao cấp cao này tiết lộ. Đồng thời cho biết thêm. Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thông báo Mỹ cam kết viện trợ quân sự trực tiếp và gián tiếp trị giá 713 triệu đô cho Ukraine và 15 quốc gia đồng minh đối tác. Trong số này, khoảng 233 triệu đô được dành cho Kiev, phần còn lại chia cho các thành viên NATO và các quốc gia đã cung cấp cho Ukraine các hỗ trợ quân sự quan trọng khác Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, việc cung cấp hỗ trợ tài chính lần này khác với các hỗ trợ quân sự trước đây của Mỹ dành cho Ukraine. Đây không phải là hỗ trợ lấy ra từ các kho dự trữ khí tài của Bộ Quốc phòng Mỹ, mà là tiền mặt, các quốc gia có thể dùng tiền để mua các loại khí tài mà họ cần. Theo quan chức Bộ Ngoại giao, số tiền này nâng tổng số tiền hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đến nay lên 3,7 tỷ đô. Theo báo từ Guardian, có rất nhiều hạn chế về đưa tin chuyến thăm Ukraine của hai bộ trưởng Mỹ và các vấn đề liên quan đến an ninh. Ngày 23 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo sẽ tiếp các quan chức Mỹ ở Kiev trong ngày 24 tháng 4. Tuy nhiên, phía Mỹ từ chối xác nhận thông tin. Trước đó, họ cũng từ chối cung cấp thông tin về khả năng tổ chức chuyến thăm, dù việc này đã được bàn bạc hơn một tuần qua. Các nhà báo tháp tùng hai bộ trưởng Austin và Blinken đến Ba Lan phải cam kết không đưa tin về chuyến thăm cho tới khi chuyến thăm kết thúc và hai ông rời khỏi Ukraine an toàn các nhà báo không được đi cùng hai bộ trưởng mỹ đến ukraine bằng đường bộ và không được tiết lộ về vị trí họ chờ phái đoàn trở về một nơi ở đông nam ba lan các quan chức của bộ ngoại giao và lầu năm góc viện dẫn những lo ngại về an ninh để đưa ra các yêu cầu này hiện đại sứ quán mỹ tại kiev vẫn đóng cửa dù nhiều nước châu âu đã mở tòa đại sứ của họ tại ukraine tuy nhiên theo cam kết của hai bộ trưởng mỹ các nhà ngoại giao mỹ sẽ dần trở lại ukraine trước chuyến đi của hai bộ trưởng mỹ thủ tướng anh và nhiều chính trị gia khác đã đến ukraine để bày tỏ tình đoàn kết với quốc gia này trước cuộc chiến với nga Tại sao không phận Ukraine lại trở thành tử địa đối với các phi công Nga? Theo chuyên gia David Chang, thì mỗi hệ thống phòng không của Ukraine hiện nay đều đang bộc lộ những vấn đề riêng đối với các phi công Nga. David Chang từng là hiệu trưởng của trường pháo binh phòng không quân đội Mỹ ở Fort Sill, Oklahoma. Trước khi nghỉ hưu, ông mang quân hàm đại tá Bình luận về cách các phi công Nga phải đối phó với những gì đang diễn ra tại Ukraina, David Sain cho rằng nó rất giống với cách binh lính Mỹ từng chứng kiến trên đường phố Baghdad, đầy rẫy những nguy hiểm mà họ không thể nhìn thấy. Nếu là một lính bộ binh, mỗi bước đi bạn đều có thể dẫm phải mìn tự chế. Tôi nghĩ rằng lính Nga đang phải sống trong cùng hoàn cảnh tương tự. Tôi chỉ có thể gọi đó là ác mộng. Bạn không bao giờ biết các hệ thống phòng không di động Manpas tiếp theo đang đi đâu. Sain nói với tạp chí Coffee or Die Magazine. Theo đại tá Tranh, cơ đắc mộng mà Nga hiện phải đối mặt xuất phát từ những sai lầm mà họ đã mắc phải ngay từ những giờ đầu tiên của cuộc chiến khi không thể giành được ưu thế trên không. Các lực lượng phòng vệ của Nga đã có một kế hoạch tồi tệ ngay từ đầu, bên cạnh việc không thực hiện được những nguyên tắc cơ bản của chiến sự vũ trang hiệp đồng, quân đội Nga cũng không ngăn chặn được các hệ thống phòng không của Ukraine. David Chanh cho rằng Ukraine đã khôn khéo tận dụng sai lầm của Nga, sử dụng một loạt các hệ thống phòng không rất có năng lực do chính Nga chế tạo cũng như các hệ thống di động như tên lửa vác do Mỹ sản xuất để đánh trả. Tôi nghĩ các phi công Nga đang rất lo ngại, Ukraina đã tận dụng rất tốt khả năng mà họ có trong tay, Tranh bình luận. Chia sẻ cùng quan điểm với David Tranh, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ từng nói rằng không phận Ukraine vẫn là một thế trận rằng có ác liệt, phần lớn là do người Ukraine đã xây dựng được một thế trận phòng không rất sáng tạo. Họ rất nhanh nhẹn, linh hoạt, cách thức và thời gian cũng như vị trí triển khai các hệ thống phòng không. Theo quan chức Mỹ nói trên, mạng lưới phòng không của Ukraine không chỉ có các hệ thống vác vai như Stinger, mà còn cả các tổ hợp phòng không di động tầm xa, họ đã rất táo vát trong cách cố gắng ngăn chặn nga thống trị bầu trời ukraine việc nga không giành được ưu thế trên không đã khiến không ít chuyên gia quân sự phải ngạc nhiên thực tế thì quân đội ukraine đã và đang sử dụng những hệ thống phòng không nào để đối phó với các cuộc không kích của nga các nền tảng phòng không của ukraine được phân chia thành hai loại biên chế cho lục quân và không quân trong khi lục quân triển khai một số hệ thống tên lửa và pháo binh chia thành từng đơn vị nhỏ thì không quân ukraine lại đảm trách các hệ thống tên lửa lớn hơn và những bệ phóng có sức mạnh tương đương như patriot của mỹ theo giới chuyên gia kho khí tài lục quân của Ukraine bao gồm Osa AKM, Shela 10, Tungusta, Siuka và Manpass, tất cả đều có thể đi cùng với các đơn vị chiến đấu đang di chuyển. Không quân Ukraine sử dụng S-300, S-125 và Buk M-1, những hệ thống lớn hơn tầm xa hơn để bảo vệ các căn cứ hoặc sân bay. Osa, AKM hay SA-8 Gecko Gecko là một đơn vị tác chiến độc lập gồm có một xe BAZ-5937 chở theo ray phóng tên lửa. Gecko được trang bị các phương tiện điện tử điều khiển hỏa lực và một khoang chứa tên lửa. Kiếp chiến đấu có thể tiến hành các hoạt động tác chiến ngay trên đường di chuyển hoặc tại các trạm dừng ngắn. Hệ thống này có khả năng vượt địa hình tốt và có thể vượt qua chướng ngại vật là sông suối. Theo lục quân Mỹ, đầu đạn có sức công phá lớn của Reco có thể di chuyển với tốc độ Mach 2.4 ở độ cao 25m đến 5.000m với tầm bắn từ 1.500m tới 10.000m. Strela 10 hay SA-13 Gopher một đơn vị tác chiến vũ trang độc lập khác của quân đội Ukraina là hệ thống Chela bắn tên lửa với đầu đạn nổ nặng 6 kg. Đây là hệ thống động cơ nhiên liệu rắn có thể đạt vận tốc Mach 2 ở độ cao 10 m đến 5000 m với tầm tấn công từ 1,5 km đến 10 km. Một số xe chiến đấu còn được trang bị thiết bị đo hướng 9S16 để xác định mục tiêu trên không, giúp người vận hành có thời gian xoay các tháp pháo đến các vị trí cần thiết. ZSU-23-4M Siuka Được nhiều thế hệ phi công Mỹ gọi là DU23. Pháo phòng không tự hành siêu ca ZSU-23-4 có thể bám bắt, theo dõi và tấn công máy bay tầm thấp cũng như các mục tiêu di động mặt đất khi ở tại chỗ hoặc đang di chuyển. ZSU-23-4 trang bị 4 khẩu pháo 23 ly với tầm bắn nghiêng tối đa 3.000m. Theo quân đội quê Na, hệ thống được thiết kế để phòng không tầm gần, che chắn cho binh lính mặt đất và xóa sổ các mục tiêu trên không. ZSU-23-4 có thể bắn trúng mục tiêu bay ở khoảng cách 2.500m và độ cao 1.500m, cũng như xóa sổ mục tiêu mặt đất ở khoảng cách 2.000m khi đang di chuyển. Năm 2020, Bộ Quốc phòng Ukraine từng đặt mua hai lô siêu ca hiện đại hóa. ZPRK 2K22 Tungusta SA-19 Grison là hệ thống tên lửa pháo phòng không. Tungusta hoạt động độc lập, cơ động cao, được thiết kế để chống lại máy bay trực thăng, máy bay không người lái và các mục tiêu mặt đất trên biển bọc thép hạng nhẹ. Tunguska bắn được cả tên lửa dẫn đường phòng không 9M311 và đạn 30 ly. Hệ thống sử dụng nhiên liệu rắn với đầu đạn nặng 9 kg có thể di chuyển với tốc độ 900 m trên dây, chân bay 3.500 m và tầm bắn lên đến 10.000 10, m. Đạn pháo 30 ly có thể đạt độ cao 2.000 m với tầm bắn tối đa 4.000 m. Buk M1 SA11 Gapfire Hệ thống phòng không di động Búc được thiết kế để hoạt động trong môi trường chế áp điện tử cường độ cao để đánh bại các mục tiêu khí động học như máy bay cánh cố định, cánh quay và tên là hành trình, bay ở độ cao thấp và trung bình với tốc độ trung bình lên đến 830 m/s và tầm tấn công lên đến 30 km. Búc M1 gồm một xe chỉ huy 54K6E, một radar thu nhận mục tiêu được gắn trên xe bánh xích và tối đa 6 xe phóng 9A39M1 mang theo 4 tên lửa 9M38. Hệ thống có thể sẵn sàng khai hỏa chỉ trong 5 phút và tấn công đồng thời 6 mục tiêu. S-125 SA-3 Goa S-125 là hệ thống tên lửa đất đối không 2 tầng, nhiên liệu rắn, Độ cao từ thấp đến trung bình được thiết kế để bảo vệ các cơ sở rất quan trọng của chính phủ, khu công nghiệp và quân sự chống lại tất cả các mối đe dọa từ trên không ở độ bay cực thấp và trung bình, chẳng hạn như máy bay ném bom, máy bay ném tiêm kích, máy bay đa nhiệm và cả tên lửa hành trình. Tên lửa có đầu đạn nổ công suất lớn, có thể bay nhanh hơn Mass 3 và đánh trúng mục tiêu ở độ cao 25.000 m và cách xa 25 km. S300, SA-10, Grumble gần giống với hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot hàng đầu của Mỹ. S-300PS có thể đánh chặn tất cả các loại máy bay, tên hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như các mục tiêu đường không khác. Theo Ukro Bobronform, tên lửa của S-300 bay với tốc độ 1.200m một giây, tầm bắn lên tới 90km và độ cao lên tới 25m. Theo chuyên gia David Chanh, thì mỗi hệ thống phòng không của Ukraine hiện nay đều bộc lộ những vấn đề riêng đối với các phi công Nga.